Dạ vâng, em xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay em làm đoạn video để bán đồ ngâm rượu bên em ạ. Đầu tiên là em muốn giới thiệu đến mọi người là chuối hột ạ. Chuối hột, đây là chuối hột có 3 loại ạ. Chuối hột lát trắng này, với lại chuối hột lát đen và chuối mật ạ. Đây là chuối hột lát trắng mọi người nhé. Chuối hột thì đều có công dụng như nhau là nó chữa đau nhức mỏi, tán sỏi này, với lại chữa cái lị này, cảm nắng sốt cao. Thì trong buổi ngày hôm nay thì em có giới thiệu mọi người chuối hột, thì chuối hột lát trắng bọn em là bán giá 50.000 một cân. Thì mua 2 cân mà em sẽ tặng thêm 1 cân là được 3 cân nhé mọi người nhá. Đây là chuối hột ạ. Chuối hột bên em nhé, đây là chuối lát trắng mọi người nhá. Chuối lát trắng bọn em bán với giá 50.000 một cân, và mua 2 cân bọn em sẽ tặng 1 cân ạ. Em sẽ có gửi toàn quốc mọi người nhé. Còn đây là chuối mật ạ. Chuối mật cũng đều là thuộc dạng chuối hột, ở bên trong là chuối, là nó cũng có hột ạ. Thì cái chuối hột này thì chuối mật này là nó chín rồi xong bóc vỏ đi. Chuối hột này thì chuối mật này thì bọn em bán giá 70.000 một cân, mua 2 cân bọn em đều tặng 1 cân nhé mọi người nhé. Mua 2 cân bọn em đều tặng 1 cân chuối mật đấy ạ, 70.000 một cân mọi người nhé. Cái chuối hột thì mình có thể là ngâm khoảng 5 đến 7 lít rượu ạ. Rượu là từ 40 đến 45 độ. Nó sẽ có vị ngọt, màu vàng nhạt, và dùng để chữa bệnh sỏi thận, đái tháo đường này, đau lưng, nhức mỏi xương khớp nhá. Ngoài ra nó còn tăng cường sức khỏe phái mạnh nữa, giải nhiệt và bệnh dạ dày, kích thích tiêu hóa, bổ thận, lợi tiểu, trị kém ăn, kém ngủ, nó còn bồi bổ cơ thể nữa ạ. Và thứ hai là mọi em muốn giới thiệu đến mọi người là hà thủ ô đỏ. Bởi em đã chế rồi ạ, chế qua đỗ đen rồi ạ. Hà thủ ô đỏ thì nó có tính ôn, vị chát, ngọt và đắng nhá. Nó giúp nhuận tràng này, chữa rụng tóc và tình trạng tóc bạc sớm này, tăng cường sức khỏe của hệ thần kinh này, phòng ngừa nguy cơ thiếu máu và tình trạng suy nhược cơ thể mọi người nhá. Cái hà thủ ô đỏ rừng này là bọn em trực tiếp sơ chế, chế biến với đậu đen. Thì bọn em bán giá là 280.000 một cân. Bọn em đã bỏ lõi rồi đấy ạ. Mình có thể là ngâm rượu hoặc là đun uống nhá mọi người nhá. Đây ạ, rất là đẹp luôn, rất thơm nhá mọi người nhá. Đây mọi người có thể nhìn gần cho em ạ. Đây bọn em đã chế đỗ đen ạ. Đây ạ. Là bọn em bán giá 280.000 một cân mọi người nhá. 280.000 một cân ạ. Ai muốn lấy chuối hột hoặc là chuối hột lát trắng thì ghi dưới bình luận giúp em là chuối lát trắng nhá. Số điện thoại giúp em nhá. Còn đây là chuối hà thủ ô đỏ ạ. Hà thủ ô đỏ nhá, số điện thoại giúp em ạ. Hà thủ ô thì nó giúp nhuận tràng nhá, chữa rụng tóc và tình trạng tóc bạc sớm nhá, tăng cường sức khỏe của hệ thần kinh, phòng ngừa nguy cơ thiếu máu và tình trạng suy nhược cơ thể ạ. Nó tốt cho gan. Ngoài ra nó còn kháng khuẩn, đặc biệt là khả năng ức chế vi khuẩn lao ạ. Mình có thể là đun uống hoặc là ngâm rượu ạ. Cái này bọn em đã chế rồi đấy ạ. Ngoài ra thì nếu mọi người có muốn lấy hà thủ ô đỏ tươi, củ hà thủ ô đỏ tươi, có thể là liên hệ với em ạ. Cái này em bán giá là 280.000 một cân nhá mọi người nhá. 280.000 một cân ạ. Tiếp đến là em muốn giới thiệu đến mọi người là đẳng sâm ạ. Đẳng sâm ạ. Đẳng sâm thì nó có vị ngọt, tính bình và có tác dụng là ích khí nhá. Dưỡng huyết này, giải khát, bổ tỳ, kiện vị và sinh tân dịch ạ. Vị thuốc này thì có thể dùng để điều trị vàng da này, thiếu máu, suy nhược cơ thể mọi người nhá. Mọi người có thể là đun uống hoặc là ngâm rượu ạ. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể là hầm với thịt ạ. Hầm thịt ăn ạ. Nấu canh ấy, hầm thịt ạ, để bồi bổ sức khỏe nhé mọi người nhé.
Cái đằng sâm này thì bọn em đang bán giá là 350.000 một cân khô ạ. 350.000 một cân khô ạ. Và cân tươi thì bọn em đang bán giá là 60.000 một cân tươi nhé mọi người nhá. 60.000 một cân tươi ạ. Đây là đẳng sâm khô nhé mọi người nhá. Ai muốn lấy đẳng sâm khô tươi thì có thể là ghi đẳng sâm khô xong ghi số điện thoại ở dưới chơi bình ở dưới video của em ạ. Còn đây là rễ mũ tần nhé mọi người nhá. Rễ mũ tần là bọn em trực tiếp thu hái ạ, phơi khô. Thì rễ mũ tần thì được người dân tộc Thái sử dụng để chữa bệnh xương khớp này, giúp tăng cường sinh lý phái mạnh này. Ngoài ra nó còn được biết tới cái như bài thuốc hữu hiệu chứa nhiều bệnh khác như là rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi, kháng khuẩn và cầm máu ạ. Cái mũ tần khô này bọn em bán giá là 120.000 một cân ạ. 120.000 một cân nhá mọi người nhá. 120.000 một cân ạ. Tươi thì bọn em đang bán giá là dao động từ 50 đến 70.000 một cân tươi nhá mọi người nhá. Còn khô thì 120.000 một cân khô ạ. Rượu mũ tần này thì mình có thể 1 kg này mình có thể ngâm được 5 đến 7 lít rượu ạ. Nó có vị hơi chát ạ. Nó có vị hơi chát. Mình ngâm tươi thì cái vị chát nó sẽ rất là chát ạ. Còn mình phơi khô rồi thì cái vị chát nó sẽ dịu xuống nhá mọi người nhá. Mọi người nếu mà lấy mũ tần thì có thể ghi là mũ tần số điện thoại ở dưới video của em ạ. Đây là ngọc cẩu bọn em đã thái lát phơi khô ạ. Cái ngọc cẩu ạ, củ ngọc cẩu thái lát phơi khô thì nó cũng có tác dụng là chữa xương khớp nhá, tăng cường sinh lý ạ, bài thuốc dạ dày nữa ạ. Và nó kháng khuẩn ạ, nó cũng có vị chát nhá, nhưng mà mình đã sa vàng hạ thổ rồi thì cái vị chát nó cũng dịu xuống ạ, nó hơi chát chát, ngọt ngọt chát chát đấy ạ. Uống rất là thơm đây mọi người, có nhiều người phản hồi là uống cái ngọc cẩu khô này này, ngọc cẩu mình phơi khô này thì nó hơi ngọt và thơm hơn cái ngọc cẩu tươi ạ. Ngọc cẩu khô này thì bọn em đang bán giá là 200.000 một cân nhé mọi người nhé. 200.000 một cân ạ. 200.000 một cân cái ngọc cẩu khô ạ. Còn tươi thì hiện tại thì bọn em không còn nữa ạ. Nó hết vụ rồi ạ. Em muốn giới thiệu đến mọi người đây là hoa đu đủ. Hoa đu đủ khô ở bên nhà em ạ. Hoa đu đủ khô này thì bọn em bán giá 300.000 một cân nhá mọi người nhá. 300.000 một cân đấy ạ. Bình thường ngoài chợ là em đang bán 400.000 một cân, nhưng mà trong buổi ngày hôm nay thì em bán 300.000 một cân nhá mọi người. Cái này là túi 5 lạng ạ, khô rất xanh đẹp đấy. Xanh đẹp luôn ạ. Đây là 5 lạng nhá mọi người nhá. 150.000 cái gói này ạ. Đấy, 150.000. 150.000 cái gói 5 lạng hoa đu đủ khô này nhá mọi người nhá. Hoa đu đủ khô mình có thể hãm uống á, đun nước hoặc là có thể là ngâm mật ong đều được ạ. Em còn có bằng này thôi ạ. Cái đây là cây một lá khô nhá mọi người nhá. Cây một lá khô chỗ này em đang bán giá 150.000 đấy. 150.000 cái chỗ này ạ. Có thể ngâm rượu đun uống nha mọi người nhá. Cái tác dụng của cây một lá nó rất tốt ạ. Nó có bồi bổ sức khỏe ạ. Và mọi người có thể tham khảo thêm. Mình có thể là đun uống hoặc là ngâm rượu nha mọi người nhá. Em xin phép dừng buổi livestream ngày hôm nay ạ.